Câu 33. Cho hình lăng trụ đứng A, B, C. A phẩy, B phẩy, C phẩy có tất cả các cạnh bằng nhau. Tham khảo hình bên góc giữa hai đường thẳng A phẩy B đây, A phẩy B đây, và đường A, A đường C, C phẩy. Được chưa? Thì các bạn nhìn thấy hai đường này không ạ? Được chưa? Thì do hình này là hình lăng trụ đứng nên các cạnh bên này nó vuông góc với nhau. Nghe chưa? Các cạnh bên này vuông góc với mặt mặt đáy nha các bạn. Xin lỗi, vuông góc với mặt mặt đáy. Thì các bạn quan sát nè, để tìm góc nha, tìm góc hợp ở giữa hai cái đường thẳng A phẩy B và C, C phẩy. Khi các bạn thấy như vậy, hai cái đường này là chéo nhau, chéo nhau, được chưa? Thì để tìm góc giữa hai đường thẳng chéo nhau, ta kiếm một cái mặt phẳng chứa cái đường này. Thì ta thấy mặt phẳng gì chứa C, C phẩy à? Đó chính là B, B phẩy, C phẩy, C, được chưa? Được chưa? Các bạn thấy mặt ấy chưa? Vậy góc hợp bởi giữa hai cái đường này chính là góc hợp bởi giữa cái đường đó, cái đường A phẩy B với lại cái mặt B, B phẩy, C phẩy, C. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, tiếp theo thì ta thấy rằng muốn tìm góc hợp bởi giữa đường với mặt thì ta dùng phương pháp chiếu B. B chiếu lên mặt này chính là B. A phẩy chiếu lên cái mặt mặt này chính là B, B phẩy. Vậy cái góc hợp bởi giữa A phẩy B phẩy là góc hợp bởi giữa A phẩy B với lại A, à, xin lỗi, A phẩy B với B, B phẩy. Được chưa? Chính là góc A phẩy B, B phẩy. Ok chưa? Vậy các bạn tìm góc này thì ta có tất cả các cạnh nó bằng nhau, thì mình ghi là chữ này là chữ X đi, thì thằng này cũng là X. Được chưa? Vuông góc tại đây, vuông góc tại đây, đây X, đây X, thì là tam giác. Suy ra cái tam giác đó A phẩy, B phẩy và B là tam giác vuông, vuông cân tại 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 B phẩy. Vậy suy ra góc A phẩy B, B phẩy là góc 40, 45, 45 độ, và các bạn chọn đáp án là câu D. Ok chưa?